Team Trigger và tất cả các huấn luyện viên của Trigger Boxing đã có mặt tại Trigger Boxing Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu Trigger Promotion vào ngày 20 tháng 8. Các bạn có thể tham gia tập thử tại Trigger Boxing để giao lưu với tất cả mọi người. All day, every day. Hold up.